Tiêu Viêm đã đụng độ các chủ phong lôi các bắc là Phi Thiên. Hắn nhanh chóng tung đòn phủ đầu rồi phi hành bỏ chạy. Phi Thiên vẫn không vội vã, sau khi uống xong chén nước rồi bắt đầu đuổi theo. Tiêu Viêm vô cùng thắc mắc tại sao lão già kia lại tìm được mình. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn vẫn luôn đi sâu trong rừng, không thể nào bị người khác phát giác được. Thực lực của Phi Thiên chỉ ít đạt tới bát tinh đấu tông, khó mà đánh trực diện được. Tưởng rằng lão già đó sẽ không đuổi kịp, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn về phía trước thì đã thấy lão ta đứng chặn đường. Tiêu Viêm lập tức thủ thế. Phí Thiên yêu cầu hắn giao ra đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần, đồng thời còn tiết lộ rằng cho dù có gom đủ 4 quyển thì cũng không thể nào tu luyện thành công. Lão ta còn hứng thú với dị hỏa dung hợp của hắn, chỉ cần để lại cho công pháp dị hỏa và đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần thì có thể thả hắn ta rời đi. Đây chỉ là có thể chứ không phải là chắc chắn. Ngoài ra lão ta cũng nhìn thấu được sự tồn tại của Thiên Hỏa Tôn Giả nên trực tiếp lên tiếng chặn họng. Hôm nay dù có linh hồn thể trợ giúp cũng không bảo vệ được hắn đâu. Thiên Hỏa Tôn Giả nghe được lời này liền tức giận đi ra ngoài khiêu khích ngược lại. Dù biết người trước mặt lúc còn sống rất mạnh, nhưng mọi chuyện lại không có giá như, dù sống mạnh đến đâu thì bây giờ cũng chỉ là một linh hồn thể mà thôi. Thiên Hỏa Tôn Giả muốn dạy dỗ cho Phí Thiên một trận, còn Tiêu Viêm sẽ tranh thủ thời gian để bỏ chạy. Thấy Tiêu Viêm rời đi, Phí Thiên vẫn từ tốn không vội. Lão bạo phát sức mạnh sấm sét rồi lấy ra thanh trường thương. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng rút kiếm rồi chủ động lao lên đánh phủ đầu. Trận chiến của hai cường giả đấu tông khiến cho không gian xung quanh bị nứt vỡ. Tiêu Viêm vừa phi hành vừa suy đoán, việc hắn bị lộ hành tung chỉ có thể do 4 quyển trục đã có ấn ký, bây giờ giữ nó chính là tự mình mang theo gánh nặng. Thế là hắn ném 4 quyển trục về 4 phía khác nhau nhằm phân tán sự chú ý và kéo dài thời gian. Rất nhanh sau đó, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng cắt đuôi được Phí Thiên. Việc đầu tiên sau khi gặp lại là kéo tay hắn rời đi thật nhanh. Xem bộ dạng bầm tím trên mặt cũng đủ nhận ra rằng Thiên Hỏa Tôn Giả đã bị kẻ địch đập cho một trận no đòn. Về phần Phí Thiên, lão ta sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần để tạo ra một cái phân thân. Phân thân sẽ truy đuổi Tiêu Viêm, còn bản thể thì đuổi theo thu thập đấu kỹ. Tiêu Viêm dù đã tăng hết tốc lực, nhưng phân thân lão ta lại có thể xuyên qua không gian nên nhanh chóng đuổi tới. Thiên Hỏa Tôn Giả lập tức lao ra ngoài ngăn cản. Thực lực của phân thân thấp hơn bản thể một chút, việc cấp bách là sớm giải quyết tên này. Nếu cho bản thể đuổi tới thì hắn muốn đi cũng khó. Thiên Hỏa Tôn Giả xông lên giao thủ, hai bên giao tranh kịch liệt. Tiêu Viêm nhận ra cái phân thân này chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi. Sức mạnh của nó không sánh bằng Thiên Hỏa Tôn Giả nên nhanh chóng bị trúng một trường xuyên người. Tuy nhiên, vết thương đó lại hồi phục nhanh chóng. Từ điều này hắn liền nhận ra rằng phân thân là do linh hồn ngưng tụ thành. Đối phó với linh hồn, hắn đã có cách. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiêu Viêm lập tức lấy ra dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Loại dị hỏa này chính là khắc tinh của linh hồn. Dị hỏa huyễn hóa thành nhiều con rồng bao vây lão ta lại, rồi thiêu đốt cho cơ thể thành tro bụi. Việc linh hồn bị phá hủy khiến cho Phí Thiên bị trọng thương. Lão nghiến răng nghiến lợi thề rằng nhất định phải lấy mạng Tiêu Viêm. Rõ ràng lão ta có thể để cho phân thân đi lấy đấu kỹ, còn bản thể thì đuổi theo Tiêu Viêm. Nhưng không, lão ta lại phái ra phân thân có thực lực yếu hơn kẻ địch để cầm chân họ, kết quả để cho Tiêu Viêm có cơ hội bỏ chạy. Sau khi kiểm tra ký ức của linh hồn và phát hiện ra phương thức tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần, hắn nhanh chóng tìm nơi bí mật để tu luyện. Bởi vì công pháp này yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt về linh hồn, nên rất ít người trong phong lôi các tu luyện thành công. Hắn bắt đầu tập luyện, đầu tiên là di chuyển thật nhanh để tạo ra tàn ảnh. Sau đó lại sử dụng ra một tia linh hồn dung nhập vào trong tàn ảnh. Trên lý thuyết là như vậy, đến khi tập luyện thì hắn mới thấy được sự khó khăn. Nhưng mà Tiêu Viêm vẫn không bỏ cuộc, một lần không được thì tập luyện 100 lần. Thế là hắn ta bắt đầu quá trình khổ tu, vừa tập luyện vừa tranh thủ đánh quái và cướp bảo vật trong rừng. Hành động này khiến cho hắn bị ma thú canh giữ bảo vật truy đuổi. Sau rất nhiều lần thử vẫn không thành công, hắn cũng tạm dừng việc tu luyện đấu kỹ. Thời gian mở ra Thiên Sơn Huyết Đàm sắp đến, việc cần làm lúc này là tranh thủ thời gian lên đường. Đúng lúc định rời đi thì tên ma thú gọi là Thương Lang Vương đã tìm đến. Trước đó hắn đã lấy đi món bảo vật mà Thương Lang Vương canh chừng. Cho nên lần này gã ta tìm đến là để lấy lại bảo vật, đồng thời dạy cho Nam Chính một bài học. Gã cầm trên tay hai cây rìu liên tục bổ về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thản nhiên tránh né, tốc độ bây giờ đã quá nhanh rồi, chỉ cần một cái chớp mắt đã dịch chuyển sang vị trí khác. Vô số tàn ảnh được tạo ra khiến cho Thương Lang Vương hoa mắt chóng mặt.
Trong lúc vô tình di chuyển, hắn đã tạo ra được một cái phân thân. Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng. Để cảm ơn, hắn sẽ không tính toán chuyện đối phương tấn công mình nữa và sẽ để cho gã yên ổn làm vua ở trong rừng. Hắn sử dụng bộ cánh định bay đi, Thương Lang Vương nhận ra đôi cánh. Hóa ra đôi cánh này có nguồn gốc từ thiên yêu hoàng tộc. Gã ta uy hiếp rằng nếu thiên yêu hoàng tộc biết cánh của tộc nhân bị luyện hóa thì e rằng trên đời này không còn chỗ nào cho hắn dung thân nữa. Tiêu Viêm yêu cầu gã ta nói ra mọi chuyện. Thấy Thương Lang Vương chống cự, hắn đành phải lấy ra khôi lỗi, đập cho một trận no đòn thì mới chịu khai. Được biết, thiên yêu hoàng tộc thuộc cấp độ hàng đầu trong giới ma thú. Số lượng bọn chúng không nhiều, nhưng địa vị trên đấu khí đại lục lại rất cao. Trước khi chết, bọn chúng đều trở về tế đàn trong tộc để chờ đợi cái chết. Do đó, xác của thiên yêu hoàng hầu như không rơi vào tay người ngoài. Dù người ngoài có lấy được mà bị phát hiện thì cũng sẽ bị truy sát đến cùng. Mạnh mẽ là như vậy, nhưng thiên yêu hoàng tộc vẫn bị hai chủng tộc khác áp chế là Cửu U Địa Minh Mãng và Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long có năng lực xuyên thẳng qua hư không và dùng thiên yêu hoàng làm thức ăn. Thông qua mô tả này, Tiêu Viêm cũng đoán ra được lai lịch của Tử Nghiệt. Khả năng cao là thuộc về Thái Hư Cổ Long. Năng lực của cô bé cũng có chút liên quan tới không gian. Đồng thời huyết mạch lại áp chế được huyết mạch của thiên yêu hoàng tộc. Lần này biết được thêm rất nhiều tin tức có lợi. Hắn cảm ơn Thương Lang Vương bằng cách trả lại bảo vật và hy vọng gã ta giữ bí mật chuyện hôm nay. Nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tên kia cũng nhắc nhở hắn đừng để thiên yêu hoàng tộc phát hiện ra bộ cánh rồi hí hửng rời đi. Tập phim đến đây khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé!